ngay cái mồm mà không. Tôi không im đấy, tôi cứ nói đấy. Anh làm gì được tôi nào? Anh thử nhìn lại bản thân mình đi, đã làm được cái gì chưa? Cũng đi làm như anh mà người ta xây nhà lầu, xe hơi từ lâu rồi. Mở cái mồm ra là chỉ có tiền, tiền. Tôi là thế đấy, tôi không thể chịu đựng được nỗi anh nữa rồi. Cô không chịu đựng được cái nhà này thì mời cô đi, cô biến ra khỏi cái nhà này. Anh không phải thách. Em đứng dậy đi, bọn nó sắp đuổi đến nơi rồi. Ông Mãnh, tiền công trong ngày của ông đây. Vâng, cảm ơn anh. Em người yêu ở đây, khi nào anh quay lại thì em hãy ra nhá. Hay mình đừng đi hát xong nữa anh, em sợ anh bị đau. Anh không sợ, chỉ là mấy thằng bảo kê muốn lấy tiền của mình thôi mà. Nhưng mà em sợ lắm. Không sao đâu, anh sẽ không dừng lại cho đến khi đủ tiền đưa em đi bác sĩ và cho em đi học lại nữa. Anh dạy em chơi đàn đi. Hai đứa làm gì mà vui vẻ thế? À, bố. Con gái. Anh Nhân đang dạy con chơi đàn này bố. Thế à? Được rồi. Con gái của bố đói chưa? Bố con mình vào nhà ăn cơm nhé. Đi. Ăn đi con. Tình hình dạo này học tập của con đi đâu rồi? Con vẫn tốt. Thôi, ông ăn đi, để cho bé ấy con học nữa. Thế còn con thì sao? Sắp tới con sẽ đọc lại chứ? Sắp ban nhà đến nơi rồi, học với trả hành. Con yên tâm, bố nhất định sẽ kiếm đủ tiền cho hai anh em con học hành tử tế. Không cần phải. Thôi, em ăn đi, anh no rồi. Từ bây giờ, ông không phải lo cho tôi nữa. Nhân, bố con mình cần nói chuyện.
Từ ngày mai con đi học lại đi. Không cần đi phụ hồ nữa. Bố sẽ kiếm đủ tiền cho hai con ăn học. Còn phải đưa bé Ái đi bệnh viện nữa. Ông thôi đi. Tôi thừa biết lương phụ hồ của ông không lo đủ ba bữa cho cái nhà này nữa. Tôi còn biết chuyện ông vay tiền thằng Dũng nữa. Lo được cái khỉ gì? Chỉ vác thêm cục nợ cho tôi mà thôi. Bố không hiểu tại sao con lại có thái độ đó với bố. Ông hiểu mà. Tôi cũng hiểu. Bà Ai cũng hiểu. Và cả mẹ nữa. Chỉ vác thêm cục nợ cho tôi mà thôi. Ai đấy? Tôi xin anh. Chúng ai? Lão già, hôm nay hạn chót rồi. Lão có định trả tiền bọn này hay định sỏng mũi bọn này đấy? Tôi xin 3 ngày nữa thôi. Ngó nợ, đi về ngó nhà. Nôn hết tiền ra đây. Thôi, tôi không có tiền thật mà. Ê nhóc. Dạ. Chú thích nghe bài gì ạ? Cho tao mượn cái đàn. Chú ơi, không được đâu ạ. Hôm nay chúng mày đi bán hàng à? Tao một tất. Gấp 2 lần được không? Như đây. Dạ. Mượn một tí thôi. Thế mấy thằng này thích hát bài gì? Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đây. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bên nắng đốn bên mưa hoa quay. Chúng ai? Tìm quanh nhà cho anh. Hôm nay não mà không trả tiền thì lo đòn, nghe chưa? Chú trả con đi ạ. Tao hát cho cháu hoài chứ mày. Đi ra. Chú. Đi ra ngoài kia. Ờ, em. Vớ bà vớ vẩn. Chú trả đàn cho con đi ạ. Đưa đi. Mày bị điên à? Cho căn tao. Đây cái gì đây? Thế này mới kêu không có tiền à? Chỗ này cũng tạm đủ một phần tiền lợi của lão. Lão liệu hồn mà thu xếp hết đi, nhá. Tôi biết rồi. Công nhận. Thằng con lão cũng khá phết đấy. Nó làm gì ra cái số tiền này cơ chứ? Tiền này liền đi hát rong đấy. Đối nào nữ đào nhỏ đấy, hai đứa nó đi nhong nhủi hết quán này đến quán khác. Bố mà nhà quan tâm đến con gái gì cả. Con gái bỏ học như đây. Anh em, đi. Con gái. Bố xin lỗi con. Em
Em thấy hôm nay đi bán hàng với anh có vui không? May là mình không phải đền bù gì anh nhỉ. Cố gắng thêm mấy hôm nữa thì anh đủ tiền chữa bệnh cho bé Ái rồi. Còn đứng lại, đưa đàn đây cho bố. Đưa đây, đưa đây. Đưa đây cho bố. Tại sao con bắt em con nghỉ học? Tại sao con nói dối bố? Con có biết làm như thế là hại em con không? Hại em? Tôi và bé Ái đã quá chán để sống với ông rồi. Lúc nào cũng chỉ rượu. Chính ông là người đã đuổi mẹ đi. Không phải. Chính mẹ con. Mẹ con chê bố nghèo. Nó đã bỏ bố đi theo trai rồi. Thôi đi, ông đừng nói dối nữa. Đưa đàn đây. Không tốt thì chúng con đâu. Bỏ ra đây, bỏ... Bố. Ai? Con. Con. Buông ra. Em có sao không? Em hơi mệt, nhưng mà bây giờ thì đỗ rồi. Anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Chúng ta sẽ đi tìm mẹ. Mẹ sẽ lo cho chúng ta. Hộp tiền tiết kiệm của anh, em có thấy đâu không? Hộp tiền của tôi, ông lấy đúng không? Bọn thằng Dũng xã hội đen, nó lấy tiền để trừ nợ rồi. Trả tiền cho tao. Tưởng ai? Hóa ra thằng oắt con. Bọn tao lấy đúng luật. Thằng bố nợ, thằng con gánh. Tao với ông ấy không liên quan gì đến nhau cả. Mày nói nè, tao như bố mày thì tao nợ cả ngành xã hội này à? Mày em lấy chăn ra đây.
tiền chữa bệnh cho ái. Vô xin. Vô xin lỗi. Bố xin lỗi hai con. Nếu các con muốn, bố sẽ đón mẹ về, đón hai con. Bố... Không, con muốn ở với bố cơ. Bố, con xin lỗi bố. Cảm ơn các con nhiều lắm.